Bài 3. Các bạn viết class ngay trong cái class này cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên viết một cái class riêng. Nên viết một cái class riêng. Class này nó có tên là sản phẩm. Rồi cái menu là riêng để cho nó dễ ha. Ha, đó. Class riêng, menu riêng. Như vậy thầy sẽ đưa cái class sản phẩm ở đây. Sản phẩm nè. Rồi cái câu 3 là riêng nè. Như vậy trong sản phẩm này chúng ta không cần hàm main, giống như thầy nói lúc nãy. Bởi vì cái này nó không có cần chức năng chạy ở đây. Trong sản phẩm chúng ta có tên, giá. Tên sản phẩm và giá sản phẩm. Rồi có hàm nhập, sắp xếp, tìm, xóa, tính giá trung bình. Như vậy thầy sử dụng public và tên sản phẩm string, tên, dùng chữ s đi, string tên sản phẩm. Public giá sản phẩm dùng double d giá sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ nhập, thì các bạn có thể là dùng cái contractor không có gì để khởi tạo, dùng contractor tiếp là có cả hai. Rồi hàm set get, đó. Như vậy là mình xây dựng một cái class rất là cơ bản bằng những cái hàm mà đã cho trước. Set get. Rồi gì nữa nào? Bây giờ trong bài 3 mình sẽ khai báo một cái biến sản phẩm, list sản phẩm, chỗ này array list nhé. Array list sản phẩm bằng new array list sản phẩm. Bây giờ cái hàm mà nhập, bây giờ mình tạo menu đi. Array list. Nó sao kỳ vậy? Tại sao lỗi? Quay true thôi mà. Chưa comment.
lớp 5. Ok. Thấy không? Thấy nó bài này làm lâu mà. Publish Y2. Nó sẽ yêu cầu chúng ta làm gì? Ở đây thầy khai báo cái sản phẩm là ở trên nhé, ngoài hàm main, để các bạn thấy nó có sự khác nhau. Bây giờ mình sẽ gọi một cái hàm string số 1 nhập sản phẩm. Số 2 là các bạn sẽ làm gì đây? Sắp xếp giảm dần theo giá. Bây giờ mình làm cái khác nữa đi. Nhập xuất đi. Để mình tí nữa mình dễ. Xuất sản phẩm. Rồi sắp xếp giảm dần là số 3. Tìm xóa sản phẩm. Số 4. Tìm sản phẩm. Số 5. Xóa sản phẩm. Tìm sản phẩm theo theo tên. Ok, theo tên, theo giá cũng được. Xuất sản phẩm. Xuất giá trung bình của sản phẩm. Rồi cái tiếp tục nữa là thoát. Chọn chức năng. Rồi khai báo ở trên này một cái scan. Quên. Chọn chức năng quên. Net in. Rồi làm gì nữa đây? Nếu một mình xuất ra câu thông báo trước đi, tí nữa làm sao? Chuẩn bị ha, coi vấn đề của chúng ta có bị gì không nha.
xuất sản phẩm. Sắp xếp. Tìm năm xóa sản phẩm. Số 6 tính giá trung bình. Rồi, sau khi thành lập menu xong, chạy thử coi nó có được menu không. Chọn chức năng. Một, thoát ra là vô lại liền, không cần hỏi luôn. Nó bảo là chọn chức năng một, nó ra hết luôn. Tại vì sao? Thiếu gì? Đó, chọn cái nó ra hết luôn, thiếu gì? Fred ha. Có bạn hỏi thầy tại sao em viết nó bị lỗi mà trong khi các bạn dùng Fred nó bị lỗi. Chú ý là Fred nó chỉ thoát khỏi vòng lặp. Vòng lặp thì nó mới có tác dụng, còn không thì thôi nhé. Rin chọn chức năng 1. Chức năng 1 là nhập sản phẩm, rồi nó hỏi lại. Chọn chức năng 2 xuất sản phẩm, rồi nó hỏi lại. Rồi sau này các bạn sẽ tìm cách cho thầy là xóa màn hình nhé. Còn bây giờ tạm thời chấp nhận luôn. Sau này các bạn sẽ làm xóa màn hình cho thầy. Chọn chức năng 7, chức năng 8 đi. Nó nói là bạn chọn lại chức năng. Chọn chức năng 7. Ủa sao nó không thoát? Chức năng 7 sao nó không thoát? Mình press system message C0 cũng được. Còn ở đây nếu như mà mình muốn cho nó thoát luôn thì được không? Làm sao? Press rồi đó. System.exe0. Ok, được chưa? Đôi khi mình nghĩ thế mà không phải thế. Rồi, người ta nói là dùng cái hàm để nhập sản phẩm. Như vậy thì đối với lại cái sản phẩm của mình, mình có dùng hàm nhập trong này được không? Nhập là nhập trên array list. Cho nên trong cái phần này mình không thể viết hàm nhập trong cái class sản phẩm được. Chú ý nha. Trong sản phẩm nó chỉ có set hoặc get thông tin thôi. Còn hàm nhập là nó không nằm ở trong này. Bởi vì nhập là nhập trên array list mà. Cho nên các bạn làm cho thầy cái hàm nhập ở dưới này. Dưới hàm main nha.
Hàm nhập nhập nhập. Bây giờ nếu trường hợp mà thầy khai báo cái Raylist ở trên, ở ngoài hàm main luôn, thì bên trong cái hàm nhập này nó thấy luôn nè. Chú ý chỗ này nó khác cái bài lúc nãy. Nhập sản phẩm không cần đưa gì hết. Rồi trong này thầy khai báo một cái sản phẩm SP bằng new sản phẩm. Rồi tên sản phẩm. Tên sản phẩm. Scan. Chúng ta khai báo cái biến này ở ngoài đi. Sản phẩm chấm s tên sản phẩm bằng scan chấm net line. Giá sản phẩm. Double giá sản phẩm. Tên sản phẩm, giá sản phẩm, nhập sản phẩm. New sản phẩm xong. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ lấy cái list sản phẩm. Nãy mình khai báo trên là gì? List sản phẩm. Chấm S SP. Như vậy trong trường hợp này new nếu mà trong trường hợp các bạn viết như vậy đó thì mình mỗi lần nhập mình chỉ nhập được một sản phẩm duy nhất. Nếu muốn nhập lại chọn chức năng nhập tiếp tùy, còn không thì mình hỏi là có nhập tiếp hay không đó. Tùy, nếu mà cần thì mình hỏi là có nhập tiếp hay không đó. Chỗ này nếu cần mình sẽ hỏi là có nhập tiếp hay không, có nhập tiếp không. Đây why to.
Sản phẩm to có nhập tiếp không? Rồi như vậy ở phía trên này mình sẽ gọi cái hàm nhập sản phẩm. Nhập sản phẩm. Xuất sản phẩm. Tương tự như vậy, mình sẽ viết cái hàm xuất. Sản phẩm. Tại vì sao bây giờ thầy không cần đưa tham số? Tại vì thầy khai báo ở đây là biến toàn cục. Biến toàn cục cho nên chúng ta không cần. For sản phẩm SP chạy trong cái list sản phẩm. Tên sản phẩm. Chỗ này phần trăm F đi ha. Tên sản phẩm phần trăm S. Rồi xuyệt T. Giá sản phẩm phần trăm F. Xuyệt N phẩy sản phẩm chấm tên sản phẩm phẩy sản phẩm chấm giá sản phẩm, đó là xuất. Dạ. Nhập xuất. Sắp xếp. Mình sẽ viết cái hàm sắp xếp. Sắp xếp. Sắp xếp sản phẩm. Trong cái phần bình thường như mình làm trong câu 2 đó thì mình sắp xếp sản phẩm rất là dễ. Là lý do sản phẩm của mình nó có một giá trị à. Cho nên mình dùng cái collection này mình sắp xếp rất đơn giản. Nhưng đối với lại cái bài 3 thì sản phẩm của mình nó có đến hai giá trị để sắp xếp, tên hoặc giá, thì chúng ta không sắp xếp ngay được mà các bạn sẽ sử dụng cái comparator, sử dụng thêm cái này để các bạn sắp xếp. Thì các bạn viết trong cái phần sắp xếp giúp thầy. Viết trong phần sắp xếp sản phẩm. Và cái này nó yêu cầu là add thêm cái comparator này vào. Và cái này đơn giá. Đơn giá thì mình không có đơn giá. Ở đây mình sẽ dùng kiểu này là kiểu double. Đơn giá sản phẩm hồi nãy mình khai báo kiểu gì? Double. Đơn giá double luôn, ok. Lỗi gì? Sản phẩm
Zombies kiểu in a quên. Rồi. Này kiểu double, nó không so sánh được, phải đưa về kiểu nguyên thủy. Kiểu nguyên thủy nó mới so sánh được. Cũng không được luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại chỗ này tí xíu. Nó khác với lại bình thường. Chấm compare sản phẩm O1 đúng không? O1 chấm đơn giá, O2 chấm đơn giá. Ok, đã so sánh xong. Collection chấm shop list sản phẩm. Ok, sắp xếp xong. Bây giờ mình sẽ đưa cái hàm sắp xếp vô đây. Sắp xếp sản phẩm. Rồi mình chạy trước đi. Một, nhập tên sản phẩm, giá sản phẩm nhảy luôn rồi, nó không dừng lại. Bị nhảy ở đâu đây? Cái hàm nhập của mình, coi lại hàm nhập coi. Scan nhập sản phẩm, chọn chức năng. Rồi do mình khai báo cái này nó nằm chung cho nên nó bị, trong nhập sản phẩm mình khai báo riêng đi. Một, tên sản phẩm A, giá. Rồi chỗ này tiếp tục hay không? Bị trôi. Như vậy chỗ tiếp tục hay không? Chúng ta lại phải scan chấm net line. A. Ủa? A bị nhầm rồi. Sau này mình làm try catch chỗ này nha. Ê, chú ý chỗ này nè. Giả sử như thầy chọn chức năng mà thầy vô tình thầy nhập chữ A nó báo lỗi, dùng try catch giùm thầy. Tức là bất kể trường hợp nào cũng phải đúng. Còn nếu mà không đúng thì báo là chương trình đang nâng cấp. Ha, đừng có để lỗi này xảy ra, rất là nguy hiểm với khách hàng. Còn nâng cấp kiểu gì đó là chuyện của mình. Nhưng mà nhớ get cái mã lỗi này chuyển về mail cho mình. Ok, nhập chức năng 1, tên sản phẩm A,
giá 44. Tiếp tục không, tên sản phẩm là B, giá 22. Tên sản phẩm là C, giá 33. Tên sản phẩm là D. Ôi chết cha, lại lỗi nữa rồi. Không có trai kết gì hết trơn, nó bị vậy đó. Thiệt tình. Sản phẩm A. Sản phẩm B. Giá sản phẩm. Sản phẩm C. 55, 33, 44. Rồi, no. Chức năng 2, xuất sản phẩm A, B, C, 55, 33, 44. Chọn chức năng sắp xếp theo giá. Chức năng 3, xuất xong. Rồi chọn lại chức năng 2. Được chưa? Nó sắp là 33 trước 44, 55. Đó là mình đã làm xong cái phần sắp xếp. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái gì? Tìm kiếm và xóa. Dễ mà, thấy không? Về nhà viết nha. Hả? Public. Hả? Tìm kiếm. Tìm. Tìm thì mình sẽ báo. Một là mình sẽ báo là tìm thấy hay không. Hai là mình sẽ hỏi là bạn này đang ở đâu. Thì tùy ha, mình muốn làm gì. Tìm sản phẩm. Vậy rồi quay trở lại chỗ này nè. Thôi nha. Như vậy khi mà các bạn viết một cái hàm chức năng thì cái quan trọng nhất là bạn đang muốn nó làm gì. Nếu như cái hàm chức năng của thầy tìm sản phẩm mà thầy đưa cái string tên sản phẩm vào đây thì ở trong này thầy không cần nhập. Thầy không cần hỏi là bạn tìm sản phẩm nào, mà thầy hỏi ở trên, ở trên hàm main á. Được chưa? Còn nếu mà mình không đưa vào thì mình sẽ hỏi ngay ở đây. Mình sẽ hỏi dưới này. Tùy theo mục đích của mình nha. Mục đích của mình làm cái gì thì mình viết cái hàm nó như thế. Thầy sẽ hỏi ở đây. Nhưng mà thường là người ta hỏi ở trên, hỏi ở hàm main á, chứ không có ai hỏi trong này hết trơn á. Thường là người ta hỏi hàm main. String tên sản phẩm. Rồi chỗ này trả về cho thầy kiểu in. Return. Chứa đựng. Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái index á. Index of tên sản phẩm. Đó, nó sẽ trả về cho mình vị trí. Rồi ở trên cái phần tìm kiếm nhập tên. Cần tìm. Rồi các bạn sẽ nếu
tìm sản phẩm. Chỗ này không phải tên sản phẩm mà là scan chấm netline. Nhìn cách thầy viết nha. Đó, ngồi đó là không nhìn gì hết đi. Nếu tìm sản phẩm mà bằng trừ 1 thì thông báo là không tìm thấy sản phẩm. Còn không còn không còn không mà nếu vậy thì nó bị trôi mất tiêu rồi. Các bạn dùng cho thầy biến in vị trí bằng tìm sản phẩm. Nếu như vị trí bằng trừ 1 không tìm thấy, còn không thì xuất ra tìm thấy sản phẩm tại cộng vị trí. Rồi tương tự xóa sản phẩm, tính giá trị trung bình. Xong. Được không? Rồi. Em kéo lên trên còn nghe. Trên ở trên ở trên bút. Ờ này có tắt đi. Vì em không để tắt đi, ở dưới em bỏ tắt đi luôn. Rồi ok.